Đây các bác này, cây ngày hôm nay đây, các bác gặp cái cây này nhá, thì các bác hãy đào về này, nó có cái con hoặc là lấy cái quả này này, quả này về là các bác ươm thành hạt, các bác trồng nhé. Cây này cực kỳ tốt các bạn, cực kỳ tốt. Nó có tên là cây bưởi bung. Đấy, cây bưởi bung các bác nhé. Ở đây mọc rất nhiều, chúng ta có thể là đào những cái cây này về này. Đấy, trồng dễ thôi, đào có bầu cái trồng rất dễ sống. Đây, cây bưởi bung. Thì cây này dùng để làm gì? Cây bưởi bung này thì có những cái công dụng như này, xin chia sẻ cho bác này. Một là trong trường hợp bị cảm cúm. Đấy. Hai là trong trường hợp phụ nữ sau sinh vàng da, chán ăn. Đấy. Thứ ba là trong trường hợp là đầy bụng khó tiêu. Đấy. Và thứ tư đó là cho vào nồi nước sông. Ở đây có khá nhiều cây bưởi bung. Thì để mà nhận diện cây này ấy, thì có một vài đặc điểm lát nữa Quân sẽ chia sẻ cho bác. Các bác nhận diện cây này chính xác trong tự nhiên. Còn đi vào những cái bài thuốc cụ thể mà chia sẻ cho bác. Thứ nhất đó là trong trường hợp các bác bị cảm cúm nhé. Cảm cúm hoặc là cái trường hợp mà hiện nay nhiều người đang bị đấy. Cái dịch đấy ạ. Cái dịch đấy, F1, F0 đấy ạ. Mà chúng ta cần phải xông ấy, hoặc là chúng ta cần phải điều trị ấy. Thì ngoài phương pháp Tây Y ra các bác có thể sử dụng thêm cái cây thuốc này. Đấy. Nó hỗ trợ rất là tốt. Trong trường hợp cảm cúm thì người ta hái khoảng 20g lá cây bưởi bung này về. Đấy. Khoảng 20g lá bưởi bung này về. Đem vào rửa sạch, sắc vào cái nồi đất. Đấy. Và chia làm nhiều lần uống trong ngày. Tác dụng giải cảm, tác dụng hạ sốt. Đấy. Tác dụng chữa đau nhức mình mẩy rất là tốt. Đấy, kinh nghiệm đầu tiên nhé. Trong trường hợp bị cảm cúm. Trường hợp thứ hai đó là phụ nữ sau sinh bị vàng da rồi chán ăn. Đấy, cái trường hợp này thì chúng ta chỉ cần hái khoảng 15g lá cái bưởi bung này về, rửa sạch, sau đó là cắt ngắn, sau đó là mang đem lên sao vàng. Đấy. Và sắc với lượng nước vừa đủ, chia làm 2 lần uống trong ngày. Kiên trì uống từ 1 đến 2 ngày các bác sẽ thấy công hiệu trong trường hợp phụ nữ sau sinh bị vàng da và chán ăn. Đấy, kinh nghiệm thứ hai. Kinh nghiệm thứ ba nữa, trong trường hợp bị đầy bụng, trướng bụng. Đấy, đầy trướng bụng. Khó tiêu. Thì người ta dùng cái quả này các bác này. Quả cây bưởi bung này, đây, quả xanh này. Đấy, đây quả chín. Chúng ta dùng quả xanh nhé. Khoảng 10g quả cây bưởi bung này. Sắc chung với khoảng 7g vỏ quýt. Đấy. Cũng sắc nước uống, dùng uống thay nước hàng ngày. Đấy. Trong trường hợp bị đầy bụng khó tiêu, ăn không ngon. Đấy. Và kinh nghiệm cuối cùng nữa muốn chia sẻ cho bác. Cũng trong trường hợp mình đang bị dịch như này, F1, F0 ấy, thì chúng ta cũng dùng lá cây bưởi bung này. Đem xông. Đấy, đem xông. Cái bài thuốc xông này thì gồm những 6 vị. 1 bưởi bung, 2 cúc tần, 3 gừng, 4 xả. Đấy, 5 lá tre và 6 là hương nhu. Đấy. Trong đó là cây bưởi bung này là cây thuốc đầu tiên. Công hiệu rất là mạnh. Nó có tinh dầu. Công hiệu rất là mạnh các bạn. Chúng ta xông thì cần phải chọn những cây tinh dầu. Cây này ngoài cái việc là tinh dầu ra thì cây này nó còn tác dụng là giảm đau. Đấy. Trong trường hợp bị cảm, bị đau nhức thì cây này điều trị rất là tốt. Và cây bưởi bung này cũng là một trong vị thuốc mà chữa bệnh xương khớp. Ví dụ như là vôi hóa, ví dụ như thoát vị ế đệm. Đấy. Rồi đau xương khớp, mỏi xương khớp. Rất là tốt. Đấy, cây bưởi bung. Thì đây là quả đây này. Thế tại sao Quân lại bảo các bác là chúng ta nên trồng cây này. Mỗi nhà trồng một cây. Đấy, bởi vì là cây này rất là dễ trồng. Có thể là lấy hạt này về, chúng ta ươm. Cái thứ hai, chúng ta có thể là gặp cây con, chúng ta đánh về. Ví dụ như cây này đây này. Đấy, cây nhỏ này. Đấy, chúng đánh về. Rất là dễ sống.
Cây này thuộc họ cam quýt các bạn, thuộc họ cam quýt, nên là nó không kén khí hậu, không kén đất đai. Trồng ở đâu cũng được, đồng bằng cũng được, rồi miền núi cũng được, các bác trồng ở nơi nào cũng được, miễn là chúng ta đánh được cây bầu hoặc là chúng ta trồng cây con. Còn bây giờ thì chia sẻ thêm cho bác những thông tin về cây bưởi bung này, các bác hiện diện chính xác cái này tự nhiên nhé. Đây con sẽ ngắt một cành đây, cành ngọn đây để cho các bác xem. Đây, bây giờ đang là tháng 3, tháng 4, khoảng tháng 3, tháng 4 âm lịch thì cây nó sẽ đậu quả, quả chín mọng như này. Quả nhỏ nhỏ đây các bác này, họ cam quýt nhưng mà quả không có múi, quả rất là bé. Ở trong quả này nó có những hạt, đây này, đây, cái hạt đây. Đấy, có một hoặc hai hạt. Họ cam quýt nhưng mà nó lại không có muối nhá. Đây này, quả mọng, nước. Khi nhấm thì nó có vị ngọt, thơm. Đấy, vị ngọt thơm cay. Đây có quả nó có hai hạt này. Đấy, hạt này mang về ươm được. Còn đây nó ở trên cây như này đây. Đấy, trên cây như này. Lá của cây bưởi bung thì nó giống với lá cam, lá quýt, lá bưởi. Đây, lá đây. Khi nhấm thì nó có vị đắng, còn khi vò ngửi cho lên mũi ngửi thì nó có tinh dầu thơm, rất giống mùi cam quýt. Lá bưởi là cam lá quýt, người ta gọi là cây bưởi bung. Đấy, hoặc là cát bối, tên khác là cát bối, hoặc là cơm rượu. Đây, thân nó đây. Đấy, khuyên các bác là mỗi một nhà nên trồng một cây này, vừa là làm cảnh, cũng là vườn, là cây thuốc rất quý, rất nhiều công dụng, mà chữa những bệnh thông thường trong gia đình rất là tuyệt vời. Trẻ con, người già mà bị cảm cúm, cảm sốt, đấy, sắc nước uống, hoặc là phụ nữ sau sinh bị vàng da, chán ăn cũng dùng được. Người bị đau xương khớp, đau nhức mình mẩy cũng dùng được. Đấy, người bị chán ăn, mệt mỏi cũng dùng được. Hoặc là chúng ta cho vào nồi nước sông cũng rất là tốt. Nên là các bác hãy quan tâm đến cây chỗ này nhé, cây bưởi bung. Đấy, đây, ở cái chỗ này khá là nhiều đây này, chỗ này khá nhiều. Đấy, bây giờ con sẽ hái quả này về. Đây này, đây cho các bác xem những chùm quả nhiều như này cơ mà. Đấy, đây này, rất là sẵn. Các bác gặp thì các bác hái quả này về, chúng ta ươm nhé, thành cây con. Đấy, chúng ta trồng. Đấy nha các bác nhá. Đấy, chia sẻ ngắn gọn cho các bác cái cây bưởi bung ngày hôm nay. Các bác xem video thấy hữu ích, hãy chia sẻ để cho nhiều người cùng biết, để cho chúng ta cùng lan tỏa cây thuốc này đến cho nhiều người. Các bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ Quân các bác nhé. Còn bây giờ Quân xin phép dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.